Shop Phụ Tùng Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu nhanh cho anh em một số cái món hàng bên mình bán nha. Thì cái này nó chỉ là một số nhỏ thôi, đã bày ra thì lỡ quay cho anh em luôn. Đầu tiên là về chóa đèn. Cũng có chóa đèn Abi Malaysia dòng sấm khói nha, sấm khói niềng chrome, giá 300 ngàn. Đuôi đèn rim sấm khói giá của nó là 400. Chóa đèn quay 110 Abi Malaysia giá của nó sẽ là 300. Đó. Cặp xi nhan sâm khói Nakazon Thái Lan giá của nó sẽ là 200 ngàn. Rất là rẻ nha. Niền Siam Goshi riêng Thái rim Thái trùng mã nha anh em. Giá sẽ là 950. Quay Thái sẽ là 808. Cùng HLP rim nha. Nếu mà lẻ cùng bên đề này thì giá của nó sẽ là 1,4 triệu. Còn nếu anh em mua cả cùng bên HLP và cùng bên đề luôn, nút đề lớn nha, thì giá của nó sẽ là 2,1 triệu nha. Cùng zin Thái Lan. Cuộn lửa đây anh em. Mình có cuộn lửa rim Thái nha. Cuộn lửa rim Thái Mikamakong Thái Lan giá 250 ngàn. Này lửa 6 tép dành cho anh em rim Thái đời đầu nha. Dây điện sườn có các loại, dây điện sườn Wenfa giá 350 ngàn. Dây điện sườn rim Thái giá 350 ngàn luôn. Sen cam thì có các loại như là GN5 là của rim Thái lòng sắt này, 84 mắt giá của nó sẽ là 180 ngàn. Dòng có một dòng nữa là dòng KRS. KRS là của Wenfa và Super Rim, 88 mắt nha, giá của nó sẽ là 180 ngàn. Và dòng cuối cùng đó là dòng của KWB là dòng 110 dành cho quay 210 và phu trợ 110, giá của nó sẽ là 190 ngàn nha. Da in rim Thái hàng nhập Thái chuẩn như zin luôn, cực kỳ dày nha. Chất lượng 95% so với hàng zin, giá của nó sẽ là 295 ngàn một bộ. Ổ khóa nha anh em. Ổ khóa rim Thái và quay Thái nha. Ổ khóa quay Thái đây. Ổ khóa quay Thái anh em ha. Ổ khóa quay Thái và rim Thái đây. Ổ khóa quay Thái 500 ngàn một bộ nha. Chìa trùng mã nha. Chuẩn quay Thái. Phần đầu có lỗ tròn nha. Chuẩn quay Thái 110 nha. Đó, cái này anh em quán cho quen sai cũng được. 500 ngàn nha. Ổ khóa rim Thái chìa mập nha. Trùng mã nha. Chìa HM chìa mập. Đó. Giá của nó cũng sẽ là 500 ngàn một bộ luôn nha anh em. Anh em nào chúng ta có nhu cầu liên hệ nha. Đây mã mộc chấm sơn đủ các kiểu hết. Cực kỳ đẹp cho anh em luôn. Ok. Giá 500 đồng giá nha. Rồi. Giới thiệu cho anh em đĩa về đĩa 5 lỗ này. Đĩa 5 lỗ và đĩa 4 lỗ này. Đĩa 5 lỗ giá 250. Đĩa 4 lỗ giá 250 nha anh em. Tất cả đĩa đều sử dụng ok. Ngon lành cành đào luôn. Rồi giới thiệu sơ qua nha. Về như vậy nha. Bóng đèn rim Ostram 35W siêu sáng nha. Giá của nó là 110 ngàn. Bóng đèn Abi Malaysia siêu sáng dành cho quay Thái 110 đít dài. Giá của nó sẽ là 100 ngàn. Rồi ok, giới thiệu sơ qua anh em những món hổ nha. Anh em nào có nhu cầu liên hệ với shop. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn gặp anh em vào những video tiếp theo nhé.